Hà Nội gần 100 km, Tràng An Golf & Country Club không chỉ là địa điểm chơi golf tuyệt vời mà còn là thiên đường nghỉ dưỡng số 1 tại tỉnh Ninh Bình. Sân golf Tràng An nằm ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Các golfer chỉ mất khoảng 2 giờ xe chạy là có thể tới với sân golf này. Ở Tràng An Golf & Country Club, các golfer có thể đón bình minh vào khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng. Khi mà những ánh sáng đầu tiên chiếu lên những thảm cỏ xanh còn đọng sương của sân golf, đó thực sự là một cảm giác trong trẻo mà các golfer không nên bỏ qua. Khung cảnh yên bình của sân golf vào sáng sớm phần nào mang lại sự sảng khoái cho các golfer trước khi bắt đầu những vòng golf. Trên sân golf, thi thoảng các golfer sẽ bắt gặp những con ong chăm chỉ là những người thợ cắt cỏ, tưới nước và chăm sóc sân bãi. Để đảm bảo sân golf được hoạt động bình thường, mỗi ngày luôn có 70 nhân sự liên tục bảo dưỡng, chăm sóc cỏ. Công việc của họ thường được bắt đầu từ khi mặt trời chưa mọc với các loại máy móc chuyên dụng. Họ cần mẫn tô điểm diện mạo cho sân golf trước khi mở cửa đón khách. Bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2016, Tràng An Golf & Country Club gồm hai sân là sân Champion Course tiêu chuẩn và sân Paba High Course. Sân golf Tràng An có vị trí rất đẹp khi nằm bên hồ Đồng Trương, được bao quanh bởi một rừng thông lớn. Cả hai sân Champion Course và High Course đều được xây dựng trên tiêu chí mang đến không gian xanh, sạch và giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của non nước Ninh Bình. Sân cũng sử dụng cỏ Champion và Jones để giúp tiết kiệm 98% chi phí bảo dưỡng. Đồng thời, loại cỏ này cũng đảm bảo phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên mà không cần sử dụng bất kỳ chất hóa học nào để chăm sóc, đáp ứng quy tắc thân thiện với môi trường của sân. Các golfer có nhiều sự lựa chọn để trải nghiệm những hố golf tại Tràng An. Với những golfer muốn thử thách bản thân mình thì hãy chơi tại sân 18 hố 372 Champion Course với chiều dài gần 7.200 yard. Champion Course gồm 2 hồ nước, 5 dòng suối và 98 bunkers. Địa hình được thiết kế rất nhiều bunker ở xung quanh green, tạo nên nhiều khó khăn khi các golfer chinh phục green. Các hố golf không thể bỏ qua tại sân Champion chính là hố số 4, hố số 8 và hố số 14. Hố golf khó nhất của sân Champion Course. Đây là những thử thách cỡ bự dành cho các golfer. Trong 9 hố đầu của sân Champion Course, các golfer sẽ gặp ngay hai hố golf khá khó chinh phục là hố số 4 và hố số 8. Hố số 4 là một hố par 3, có địa hình khá phức tạp khi có tee box nằm ở vị trí cao. Từ vị trí này, các golfer không dễ dàng đánh bóng xuống green vì phía sau green là một khu hồ rộng lớn. Phía trước green lại thiết kế nhiều bẫy cát. Phải có kỹ thuật tương đối tốt thì các golfer mới dễ dàng thoát được hố golf hóc búa này. Sau hố 4, các golfer tiếp tục gặp phải hố golf số 8, một trong hai hố golf khó nhất tại sân Champion, đòi hỏi người chơi phải thực sự kiên nhẫn và có những tính toán như khi chơi cờ tướng. Bởi hố golf này được thiết kế đặc biệt theo hình chữ S Việt Nam kéo dài từ tee box tới cuối green. Dọc phía bên phải từ tee box tới green là hồ nước rộng uốn theo hình chữ S, khá nhiều bẫy cát to. Điều này cũng tạo nên ma trận bẫy khiến các golfer khó lòng chinh phục được cờ. Một trong những hố golf khó nhất của sân Champion Course chính là hố 14, par 5. Hố có chiều dài 600 yard cùng nhiều bẫy nước cắt ngang. Hai bên green đều có nhiều bunker. Fairway của hố golf này khá hẹp khiến cho bóng của các golfer dễ rơi vào các bunker được thiết kế chẳng chỉ tại hố golf này. Đối với các golfer thích tận hưởng cảm xúc mới lạ, muốn chơi golf trong một khung cảnh thơ mộng hữu tình thì hãy tới với Pine Course. Sân golf độc đáo được Miss Pirapon Namacha và công ty Golf X Thái Lan thiết kế. Pine Course có 16 hố par 3 và 2 hố par 4, tổng chiều dài là 2.993 yard. Mặc dù có tận 16 hố par 3 liên tiếp, thế nhưng thì Pine Course lại không hề nhàm chán như nhiều người vẫn nghĩ. Địa hình của sân Pine Course kết hợp độc đáo bởi núi,
hồ và rừng thông nguyên sinh. Chính điều này khiến cho Paikos giống như một Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Green của các hố Pa Ba tại Paikos được thiết kế rất rộng và tốc độ green cũng khá nhanh, tạo nên những thách thức khó lường cho các golfer. Đến hiện tại, Paikos vẫn còn nhiều ẩn số với các golfer tại Việt Nam. Các hố golf đặc biệt nhất tại Paikos phải kể tới hố golf số 2, hố golf có nhiều đặc điểm đặc trưng của sân. Bởi bao quanh hố golf này là đồi thông, địa hình sườn dốc và quang cảnh đẹp. Hố golf này được ví như là tiểu Đà Lạt của Việt Nam. Hai hố golf số 16, hố golf đẹp nhất ở Tràng An, nằm giữa hồ Đồng Trương và rừng thông xanh mướt, hố 16 giống như một ốc đảo mượt mà. Chơi golf ở đây, các golfer cũng không quên check-in trước cảnh sắc thiên nhiên khiến người ta mê mẩn. Ngoài ra, tại Tràng An còn có hố golf số 18 sân Paikos, hố golf ấn tượng có green giống hình trái tim nằm giữa hồ nước. Đây là hố golf Pa Ba với chiều dài 140 yard, nhưng độ khó gấp nhiều lần thách thức cả golfer chuyên nghiệp bởi chinh phục một green được bao quanh là hồ nước lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Đây được mệnh danh là trái tim của sân golf Tràng An. Có rất nhiều những hố golf đặc biệt ở Tràng An Golf & Country Club khiến cho các golfer không thể ngồi yên mà sẽ vác túi gậy và tới luôn nơi này để trải nghiệm. Sau khi kết thúc những vòng golf với nhiều cung bậc cảm xúc thì các golfer sẽ trở về khu vực Clubhouse, nơi sẽ mang lại những giây phút thư giãn sau một ngày hoạt động nhiều. Clubhouse được thiết kế với không gian mang nhiều nét văn hóa của Ninh Bình, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Vì thế, bước vào không gian rộng rãi của Clubhouse, các golfer như bước vào không gian thiền tịnh yên tĩnh. Khu vực locker cũng được thiết kế riêng biệt, sạch sẽ và kín đáo mà không làm ảnh hưởng tới khối kiến trúc văn hóa chính của Clubhouse. Sau khi sử dụng các dịch vụ thì tại nhà hàng Thông Reo sẽ phục vụ các golfer các món ăn đặc sản của xứ sở Ninh Bình trong không gian gần gũi nhưng lại sang trọng. Ở Tràng An Golf & Country Club còn có những dịch vụ trải nghiệm thú vị khác rất phù hợp với các golfer đi cùng với gia đình của mình như là đạp xe tham quan sân golf. Đây là dịch vụ không phải sân golf nào cũng có. Du khách không chỉ chơi golf mà có thể cùng gia đình đạp quanh sân golf thăm thú cảnh sắc của sân golf cũng là một cách thư giãn để gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Buổi chiều, các golfer cùng người thân có thể trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền kayak tại hồ nước trước Clubhouse. Bữa tiệc ngoài trời và dịch vụ cắm trại diễn ra vào buổi tối sẽ mang lại không gian quây quần tới với gia đình của các golfer. Một vài điệu nhạc yêu thích, những món ăn ngon, không khí vui vẻ sẽ kết thúc một ngày trải nghiệm thú vị tại Tràng An Golf & Country Club. Hy vọng rằng với những gì mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị sẽ phần nào giúp quý vị có thêm một địa điểm thú vị, vừa kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan cho gia đình mà lại vừa có được những vòng golf tại nơi thiên nhiên tuyệt vời như sân golf Tràng An.